Chào các bạn, mail mình gửi đến các bạn đó chính là chiếc nguồn cho chiếc máy hút sữa Mandela, hàng chính hãng bảo hành 1 năm, một đổi một. Các bạn sử dụng các loại adapter nguồn tại đại lý phụ kiện sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những thiết bị cũng như là đảm bảo công suất hoạt động cho những chiếc thiết bị như là máy hút sữa. Ở đây cần một công suất ổn định mạnh, hạn chế các hư hỏng cho máy cũng như là an toàn tuyệt đối cho người dùng. Hàng bảo hành 1 năm, một đổi một, hoàn tiền gấp 10 lần nếu phát hiện hàng nhái kém chất lượng. Các bạn có thể truy cập website đại lý phụ kiện.com.vn hoặc gọi chúng tôi số hotline 0944 730 44, số đó Zalo. Các bạn có thể online hỗ trợ đặt hàng cũng như là tiền tư vấn về sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào. Sản phẩm có thể sử dụng cho điện 220, điện 110. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.